Rồi, bài đầu tiên của mình có chủ đề là A Visit from Pampong, right? Thì mình có chữ visit á, mình đọc là visit nha. Rồi, thì chủ đề của mình là một chuyến viếng thăm từ một người bạn qua thư. Thì cái chữ Pampong là kiểu mà kết bạn qua thư từ ha. Pampong. Và mình có một số từ vựng thì cô sẽ đọc lại một số từ mình ở nhà luyện đọc ha. Park. P a cong lưỡi lên R G. Park. Park. Park là công viên. Và ở đây mình có chữ này đọc là lake. L-A-lake. Lake là hồ. Ví dụ ở Hà Nội nó có một số hồ, hồ Hoàn Kiếm, hồ gì đó ha. Correspond. Mình đọc là correspond. Correspond là trao đổi thư từ ha. Friendly. Friendly là thân thiện và sự thân thiện, người ta sẽ thêm góc ness vào những cái tính từ friendliness, sự thân thiện. Mình có cụm keep in touch, đây đọc là touch, là giữ liên lạc. Keep in touch, khi ai đó dặn mình là ok keep in touch please, có nghĩa là làm ơn giữ liên lạc nha. Mình có cụm be impressed. Impressed mình không đâu là impressed nha, impressed tờ. Impressed. Be impressed có nghĩa là bị ấn tượng bởi ai đó. Ví dụ, I am impressed by something like her performance. Tôi bị ấn tượng bởi buổi trình diễn của cô ấy. A busy modern city, một thành phố bận rộn, nhộn nhịp, hiện đại gì đó, dịch sao cũng được ha. A busy modern city. Mosque. Mosque. Nhà thờ. Primary school, trường tiểu học. Enjoy, enjoy có nghĩa là tận hưởng và thích cái gì đó. Enjoy và động từ pray nha. Pray có nghĩa là cầu nguyện. Hoặc là praying có nghĩa là việc cầu nguyện. Hoặc là nếu như mà I'm praying là tôi đang cầu nguyện. Vacation, vacation là kỳ nghỉ. Và depend, depend là tùy thuộc vào. Thì ở trong bài có một số á, là cô nhặt ra được một số từ vựng thôi ha. Có thể có những từ nào mà mình không biết đọc thì có thể nhắn tin hỏi thêm. Ok. Và mỗi bài thì cô sẽ tranh thủ là cô sẽ thấy từ vựng thì cô sẽ hướng dẫn cho mình cách đọc thôi ha. Ok, bye.